Như là thầy có hành chính nhật nó cao như thế này đi. Hello, lớp mình có nghe được không? Hello, lớp mình có nghe bị rè không? Tại vì các bạn khác nghe có được không? Được đúng không? Ok ha. Bạn bạn mình nghỉ lễ ok chưa? Vẫn ổn mà đúng không? Là thầy vẫn để yên nguyên từ nãy giờ, từ đầu giờ tới giờ thầy đâu có làm gì đâu. Mà bạn nghĩ là nghĩ lê là ok chưa, nghe được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình ok lại ha. Rồi bây giờ cho thấy là thầy vẽ hình chữ nhật này thì tô nó màu xanh đi, sau đó thì vẽ hình chữ nhật khác cho nó ốm lại, nó ốm lại thế này thì tô cho nó màu màu đỏ. Rồi chúng ta thử sẽ ở align hai đối tượng này, ví dụ như là thì chọn cả hai luôn nè. Đó thì ở đây chúng ta canh object align and distribute. Align and distribute thì nó có nào, ví dụ như ở left nè, nó có chữ l r t p e c đó ha. Ví dụ như l là left nè, left, r là canh phải, canh trái, canh phải, canh top là canh ở trên, canh ở dưới, canh ở giữa thì có ở giữa thì phương đứng là thêm phương ngang nữa đó. Ví dụ hai cái này thì canh canh left nè thì gọi chữ L, thì lập tức hai đối tượng này nó sẽ trùng nhau tại vị trí góc bên trái. Chữ R canh góc bên phải, chữ T là canh top, chữ B là canh dưới ha. Chữ E là canh giữa và chữ C là canh giữa luôn. C là center, vertical và horizontal. Đó. Làm lại nè. Top nè, bottom nè, left nè, right nè. Nha. Rồi E nè và C. Đó, thì khi chúng ta tiếp xúc tắt á thì hai đối tượng này nó sẽ sắp xếp vị trí với nhau, gọi là align với nhau á, tiếng Anh gọi là align. Tiếng Việt nghĩa là sắp xếp các đối tượng canh đề trái, canh đề phải, canh trên, canh dưới, canh giữa ha. Đó, thì đây là các thao tác canh lề đối tượng. Thì bây giờ cái thông cái đề này nhỏ ha, thì làm xong rồi bây giờ chúng ta qua phần này luôn nè. Với lại cái tiếp nữa là cái của shape tool ha. Shape tool phải nó là F10 thì có nghĩa là cái này mình chọn nó để mình có thể là mình sẽ biến đổi đối tượng này. Đó. Rồi, ví dụ như là bây giờ thì sẽ có hình tròn đi, để có hình tròn đó thì tôi nó màu màu vàng đi cho nó nổi lên đó. Thì bây giờ sau khi chúng ta vẽ xong á, chúng ta sẽ là quen với cái công cụ này nè, nó có tên là Sharp Tool, với ta là F10. Thì nhắc vào đây một cái đó, khi thì nhắc vào đây một cái đó thì dùng chuột á thì thấy cái nốt này nè thì lôi ra bên ngoài đó, lôi ngoài chúng ta thấy là cái lượng này nó đã biến đổi nha nha. Thì bây giờ khi mà mình làm á, lúc thì nó có màu, lúc thì nó bị mất cái màu đi. Thế thì tại sao như vậy? Thì trong quá trình mình thao tác, mình kéo di chuyển cái nốt này đi á, thì nếu á, cái nốt này nè chúng ta kéo á, mà con chuột chúng ta hướng vô tâm á, hướng vô tâm á thì màu nó còn nguyên, màu nó sẽ đổ vô bình thường đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đưa chuột này á, mà đưa ra ngoài á thì nó bị mất màu á đó. Thì nếu mà mất màu như vậy á, thì cái này nè người ta gọi là chế độ PE, chế độ Edge, là chế độ cung á. Cung này nó chỉ có cung thôi, nó không có bên trong. Đó là nếu mà chúng ta dùng chuột chúng ta đưa ra bên ngoài. Đó. Còn nếu cái chuột này chúng ta đưa hướng vô trong, cũng kéo mà hướng vô trong á, thì nó trở cái dạng thứ hai, như gọi dạng PE, dạng bánh á. Dạng bánh á, ví dụ như thế này là người ta là một miếng bánh nè, đúng không? Đó, hay là một miếng này cho dễ hiểu nè. Đó, chúng ta ăn pizza gì đó, đó. Đó, pizza nó cỡ như thế này nè. Đó thì cái là PE á, hay là chocopie á. Cho bài cái chữ pi này là BN, là pi này là một cái bánh đó. Đó nha. Thì nó liên quan tới phần sáp này. Đó, hay là hình chữ nhật thì cũng vậy nè. Hình chữ nhật này nếu chúng ta với hình chữ nhật. Đó, chúng ta dùng con thầy tô màu màu hồng đi. Thầy dùng con cổ sáp tool nè. Phía tắt là F10 á, sáp mà thì kéo này vô là nó sẽ bo tròn lại. Nó sẽ bo tròn mấy cái cạnh mấy cái đỉnh của nó lại. Đó là lệnh sáp. Ha. Hay là đối với hình ngũ giác, hình 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 ngũ giác thì ở ngũ giác là ở đây nè, polygon tool nè. Thì khi mà chúng ta vẽ hình ngũ giác á, ví dụ như là sau khi vẽ xong á, chúng ta nhấn control á để cho nó đều ha, ta nhấn đều nè. Đó thì sau khi vẽ xong á thì chúng ta hoàn toàn có thể là tăng cái số cạnh lên nè, ví dụ bốn cạnh hay là năm cạnh đó, gọi là tiếng Anh gọi là point offset, là tăng tăng cái số cạnh lên á, point offset tăng lên.
chúng ta bớt cho bao nhiêu cạnh cũng được, hay là bớt là bao nhiêu cạnh cũng được. À, thì đó chính là vẽ hình, ví dụ hình này là hình ngũ giác đi. Và sau khi vẽ xong á, thì chúng ta sẽ chọn công cụ sắc tool này, chúng ta sẽ kéo nó vô nè. Đó, ý nghĩa của nó là chúng ta có thể là biến đổi đối tượng này ha. Đó, biến đổi là hình ngôi sao này chẳng hạn này. Sắc tool ha, nắm cái nốt này chúng ta kéo vô nè. Nhấn control nè. Đó, rồi chúng ta tô màu đỏ thôi, ví dụ vậy nè. À, thì đó là ý nghĩa của công cụ sắc tool. À, ý nghĩa của công cụ sắc tool. Như vậy đối với đường tròn mình có thể làm cho nó mất một khuyết đi một miếng. À, hình chữ nhật thì có thể bao tròn, hình ngũ giác á, thành ngôi sao. Còn đối với hình chữ nhật bình thường á, chúng ta muốn biến đổi như thế này á, ví dụ như là hình chữ nhật như thế này đúng không? À, tô màu cam đi. Thì chúng ta muốn biến đổi từ cái đốt này á của sắc tool nè, thì ngoài việc bo tròn ra mà chúng ta muốn làm có cái việc khác, muốn làm cái việc khác tức là muốn chỉnh chỉnh sửa mấy cái nốt này nè, mấy cái nốt cho nó thay đổi này, thì chúng ta phải nhấn phím Ctrl V để biến đổi nó. Ctrl V là ở đây nè, tiếng Anh của nó là Convert to Curves, là biến đổi nó thành một đường cong á. Chúng ta bấm vào cái này, bấm này xong rồi á, chúng ta dùng con chuột chuột sắc tool này, chúng ta mới có thể chọn mấy cái nốt này chúng ta giờ thay đổi nó được này. Đó là ý nghĩa của công cụ sắc tool. Đối với những cái hình chữ nhật này thì chúng ta phải Ctrl Q nó đi để biến đổi nó, phá vỡ đối tượng ra thành một đối tượng khác ha, thành một cái curve chúng ta mới sửa được. Còn nó không, nó chỉ có mỗi tính năng là bo tròn mà cái cạnh này thôi. À, cái Ctrl Q thì nó mới ra cái kia. Rồi bây giờ xin mời Đức Mạnh demo thầy hai vấn đề. Thứ nhất là align kênh trái, kênh phải, kênh giữa, kênh trên, kênh dưới và sharp tool F10 để chỉnh mấy cái đối tượng này nha. Rồi xin mời Đức Mạnh làm thầy vấn đề đó nha, thầy sẽ dần